Khi mà làm việc với kiểu dữ liệu mảng thì các bạn nhớ trong C cộng cộng thì mảng là một tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Để khai báo mảng thì ta sử dụng kiểu dữ liệu tên mảng và số lượng phần tử tối đa. Với một cái mảng một chiều ta thường thì chỉ khai báo tối đa là 10 mũ 6 phần tử, tức là 1 triệu phần tử với kiểu INT. Các phần tử trong mảng được đánh số thứ tự từ 1 cho đến giá trị đến hết. Các phần tử còn lại mà không dùng đến thì nó bỏ không. Các phần tử trong mảng thì AI được gọi là giá trị của mảng, Y thì được gọi là chỉ số hay còn gọi là vị trí của mảng. Trên một mảng trên thì ta nhận thấy thằng A2 có giá trị bằng 11, bởi vì A ở vị trí 2 có giá trị bằng 11, A5 có giá trị bằng 14. Ta lấy A2 cộng A5 thì nó sẽ có giá trị bằng 25. Đấy. A1 cộng A4 nó sẽ bằng 3, cộng 51 nó sẽ bằng 54. Như vậy ta phân biệt được giữa giá trị và vị trí. Để nhập vào một phần tử trong mảng thì ta xây in tên mảng và số lượng phần tử tối đa. Được chưa? Và vì mảng của ta gồm có n phần tử nên ta cho y chạy từ 1 đến n để xây in thằng AI nhá. Đấy. Và khi với các bài tập khi nãy ta đã làm, bài tập 55 nhập vào cho một mảng hãy nhập một mảng thì các bạn sẽ thực hiện cái công việc là xác định bài toán nhập n và sau đó ta thực hiện chia thành các bước nhập, duyệt để đưa ra và kết thúc giải thuật. Ở bài toán thứ hai liệt kê phần tử là số chẵn thì ta cũng xác định bài toán là nhập các giá trị và đưa các phần tử là số chẵn ra. Ở đây giới thiệu luôn kỹ thuật cầm cờ khởi tạo nhé, bởi một giá trị bằng 0 nếu phát hiện ra nghiệm khởi tạo nó bởi giá trị khác. Sau vòng lặp for nếu nó vẫn bằng giá trị khởi tạo ban đầu thì khởi tạo thì thông báo ra giá trị là nan. Như vậy trên đây thầy trò mình đã làm quen với kiểu dữ liệu mảng một chiều. Về nhà các bạn thực hành lại thao tác này nhé. Rồi hôm nay ta nghỉ ở đây thôi.